rất là đẹp anh chị. Và anh đã áp dụng 100% sản phẩm Nu Skin vào tiệm. Thì mình đi vào trong xem nhé. Tiệm rất là đẹp. Này. Này, hello anh Johnny. Này, anh là Johnny ông chủ ha. Đây tiệm nail nè anh chị nhìn nha, tiệm mình mới vừa build lên, renew. Hơi tối quá. Rất là đẹp. Chỗ reception thì anh mướn một bạn Mỹ hai ha. Mà bạn Mỹ ha, rất là tuyệt vời. À, tiệm rất là đẹp, rất là sang trọng. Thì Thúy và ông xã và anh Hải An ở Minnesota để chạy qua đây để hướng dẫn cho thợ cách làm trong tiệm ha. Rồi hay tiệm đẹp không? Đó không? Bàn ghế không? Rất là sang trọng, mới toan luôn. Bàn này lạ lần đầu tiên Thúy thấy. Đó, sản phẩm trưng trong tiệm là rất là đẹp, rất là hấp dẫn không? 100% Nu Skin hả? Wow. Đây, đây thêm một cái chủ chỗ này nữa nè. Hôm nay mấy giờ ta? Gần 8 giờ rồi ha, mà tiệm rất là đông khách. À, đây là tiệm thứ hai của anh, chứ không phải là tiệm thứ nhất. Anh mới vừa build lên tiệm này được mấy ngày thôi. Đó, bên đây là Social Lotion ha, kem đánh răng nè. Tuyệt vời không? Ở chỗ này rửa tay ha. Hi. Rất đẹp. À, quay khung cảnh nguyên cái tiệm nè. À, cái mà tuyệt vời nhất á, Thí chưa bao giờ thấy nha, lần đầu tiên Thí thấy ở tiệm của anh nè. À, cái tivi này đó, tuyệt vời không anh chị? Khách ngồi bên kia đó, mình nhìn thấy qua cái tivi này tự động chạy nói tất cả những sản phẩm của mình. Social Solution là cái gì, bao bát butter, rồi Ice Dancer, từng cái sản phẩm của Nu Skin mình, của làm pedicure mình ha. Rồi kem đánh đánh răng, kem trắng răng. Wow, rồi mặt nạ Morin Mix Mat. Wow, tuyệt vời không? Chạy từng món hàng vậy, quá tuyệt vời luôn. Thích nhất là cái này. Wow, đó, đẹp chưa? Morin Mix Mat ha. Wow, tuyệt vời không anh chị? Áp dụng cái này vô ha. Khách ngồi bên kia, rồi nhìn vào bên này thì bắt đầu khách không, mình không cần giải thích, khách nhìn cái này thôi là trong thời gian mà khách làm đó thì khách sẽ ngồi chờ. Đó, giới thiệu AB24 nè. Wow, tuyệt vời không? Before và after không? Mình rất là tiện lợi, mình xếp thời gian rất là nhiều, mình không cần quảng cáo, mà cái tivi này quảng cáo cho mình nè. Wow, anh chị nào chủ tiệm nail anh học hỏi anh John cái này nha, Thí rất là thích cái này rồi đó, Thí mê lắm. Mặc dù là Thí không còn làm nail hơn một năm nay nữa, nhưng mà thấy cái này là Thí mê liền rồi đó. Đó, thấy không? Tuyệt vời không? Rất là nhiều sản phẩm ở trên này anh chị. Mình nói về nail nè ha, rồi nói về tất cả những sản phẩm, từng sản phẩm lên đây ha, nói về facial đó. Thấy không? Tiếp tục là bắt đầu bộ facial. Tuyệt vời không? Đầy đủ không thiếu gì hết. Cái tivi này thì mê nhất là cái này rồi nè. Anh chị nào mà chủ tiệm nail phải có bằng được cái này nha, rồi phải chia hai với Thí nha. Đó, tuyệt vời không? Đây, khách ngồi khách chỉ là khách tự đòi. Đó, appetite kiểu này là perfect luôn. Này nói facial ha, nói nãy nói về mặt nạ nè, nói từng loại, xong mà nói kem đánh răng nè ha. Rồi bắt đầu từ từ tới facial. Khách ngồi ở bên kia. Đó. Hai chị Hạnh, hai chị Hoa, hai chị Ngọc, hai Justin Quỳnh. Các chị khỏe không? Hiện tại thì đang ở South Dakota. Anh Hải nè, anh Hải, hello. Đó, anh Hải An đấy, mình là Hải An đó. Tụi em từ Iowa lấy qua Minnesota, từ Minnesota lấy qua bên này, 6 tiếng. Bây giờ ra khỏi ngành nail, không có còn làm tiệm nail nữa, nhưng mà Thí đi tư vấn những cái tiệm nail, những anh chị chủ tiệm nail nào mà nếu muốn tăng income này ha, muốn mà có thêm thu nhập là bằng cách nào.
Đó, tuyệt vời không? Khách ngồi bên này ha, ghế hàng ghế bên này. Đó, tiệm anh Tranh rất là đẹp, rất là đơn giản, dễ thương ha anh chị. Đó không, tủ trưng cũng rất là nhẹ nhàng. Đó, bắt đầu cái tủ bên này đó, solution. Đó, gót chân nè, tuyệt vời không? Từng sản phẩm bắt đầu nó sẽ chạy từ 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 từ. Khách bên kia ngồi nhìn qua, quá tuyệt vời luôn. Cách quảng cáo rất là thông minh, năm 2018 nhé. Đó, bắt đầu tới cái gì đây? E-Purse Food Treatment. Wow, đã không? Chị Hạnh này gắn cái này cho cái nha, chị Hạnh này. Ghiền không chị Hạnh? Chị Hạnh phái rồi kìa, anh cho đó, anh cho thông minh mà, anh cho anh mà, hiểu không? Em qua em thấy em còn mê luôn mà chị Hạnh. Oh. Đó, sản phẩm chân nè, áp dụng trong phần trăm trong tiệm. Thì trước đây Thúy cũng có tiệm nail được 15 năm rồi. Sau khi áp dụng những dòng sản phẩm này trong tiệm của Thúy thì Thúy tăng income tiệm và Thúy giúp rất là nhiều anh chị em trong ngành nail cũng tăng income tiệm. Trong đó có anh Hải An đầu tiên nè, sau này từ anh Hải xong rồi anh Hải giới thiệu cho anh John. Đó, rồi ở đây nếu mà anh chị nào mà trong ngành nail muốn tăng thu nhập này kia nọ thì muốn có cái tiệm design đẹp nè, thấy không? Thì anh John, Thúy sẽ phỏng vấn anh John nha. Hai anh John, anh John là chủ tiệm nail của Envy. Mà Thúy biết là anh John đã có một tiệm bên kia chính hợi rồi. Anh John mới khai trương tiệm bên này. Thì anh John cho em hỏi là lý do gì anh John áp dụng 100% sản phẩm natural pedicure vào tiệm của em, của anh. Mặc dù là cái tiệm này mới mở. Lý do thì cũng có vài cái lý do. Thứ nhất là bây giờ Mỹ nó vô thị trường là sức khỏe. Dạ. Nó tìm những cái gì mà nó gọi là natural thì nó sẽ thích làm hơn. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ gì thì những tìm nhận những sản phẩm đó. Dạ. Nó ra từ hũ mà mình lấy ra từ cái hũ đó mình xài trên khách thì nó thấy nó sang hơn. Là mình múc ra giống như cái typical đồ cũ trước đây. Múc ra những cái mà cái trước đây. Yes. Đó, bây giờ mình dùng cái gì cũng là bằng mấy cái tip hết. Mấy tip à hả? Tip hết rồi nhỉ? Nó thấy là nó sang hơn. Dạ. Cái thứ nhất là cái thứ nhì là đấy là hai cái rồi cái thứ ba nữa đó là khi mà mình dùng được mấy rồi bây giờ để bán cho khách hàng. Cái detail, yes. Yeah. 60% là detail trong tiệm này hả anh? Dạ, yep. Đúng rồi. Khi mà mình dùng cái đó khách muốn là bán cho khách thì ít nhất khách phải trải nghiệm, khách được trải nghiệm hết thì mới bán. Dạ. Còn nếu mà không mình cứ lấy về chân lên đó thì mình rất là rất khó bán. Ngày xưa mình lấy về mình để năm rồi không có chẳng ai hỏi tới. Dạ. Yeah. Mà một khi mà mình áp dụng vô xài 100% cho cái kia. Dạ. Mà vừa mình vừa có income mà vừa thợ vừa có income. Wow, bán, quá tuyệt vời. Thợ nó bán thì nó cũng có được tiền. Yes. Thợ nó cũng thích để nó bán thì nó giúp như mình bán. Mỗi người bán thì không giờ có tiền. Anh chị thấy không, cái trán anh tròn vậy mà không thông minh đâu không? Bởi vậy quá giỏi luôn. Đó. Ok anh, thì cảm ơn anh. Thì anh cho em hỏi là khi mà anh quyết định cái này vô đó, anh có đi tìm hiểu về công việc này hay không, hay là cách tham khảo gì trước không? Dạ. Trước khi mình trước khi mình quyết định vô những cái sản phẩm gì đó thì mình coi cái công ty nó ra sao. Dạ. Mình cũng đâu biết, chỉ nghe lời qua tiếng nói thôi. Dạ. Mình quyết định mình qua công ty coi thử, là mình muốn biết là cái công ty, cái khái niệm gì, công ty nó ra sao. Yes. Trước khi mình xài sản phẩm đó mình chỉ giới thiệu với khách để giới thiệu bậy bạ bắt uy tín. Chính xác anh. Nên khi mà mình qua công ty hỏi khách mấy chị hả? Tháng 6. Dạ. Yeah. Khi qua tháng 6 thì bắt đầu là khi đó là mình bắt đầu áp dụng vô bên trong để làm cho tiền 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 đó rồi nó lên thấp thấp cái nó thấp hơn cả những cái mà khi mà và nó là nhiều mình vừa làm vừa có thêm income thì khi mà mình sử dụng này thì mình tăng giá cho mình lên. Dạ. Khi anh nói tăng giá thì em mới nhớ
À, anh chị coi được cái menu của anh John nè. Trời ơi, làm gì mà bé không mở hai tiệm mới được. Cái em nghĩ chắc trong tương lai cho anh mở 5 tiệm quá à. Giá cao ghê gớm chưa anh chị? Cái giá mà thấp nhất của tiệm của anh John đó nghe là xài 27 đồng giá bình thường. Rồi kế giá thứ hai là 40, giá thứ ba là 52, và giá cuối cùng là 64, thấy không? All natural new skin product, thấy không? Tuyệt vời không anh chị? Bên này nữa nè ha, có wine nữa không? Có sớ vịt nữa không? Tuyệt vời không? Vừa có rượu sớ vịt nữa nè, vừa áp dụng 100% sản phẩm, giá rất cao kiểu này. À, bên Iowa có Thúy là đã thấy mình cao rồi, qua bên đây thấy cái muốn té xỉu luôn. Quá cao, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng anh John. Anh John đang rầu điều này mà thêm mở tiệm mà nó đông dễ sợ luôn. Nó thiêu vô hồi nãy là rất là trễ mà khách rất là đông anh chị, mà tôi đằng giá rất là cao nha hả. Wow, chúc mừng anh John có một sự quyết định rất là tuyệt vời. Thì anh chị thấy không, đó dễ thương không. Đây, ice dancer. Có cái này đây, thấy chưa tuyệt vời không? Anh John quảng cáo từng cái sản phẩm trong tiệm của anh John trên một cái tivi này. Rất là tiện lợi anh chị. Khách thì ngồi ở sau lưng. Đó, ở sau lưng nhìn vô. Mình không cần nói nữa, cái sản phẩm này đã quảng, cái tivi này quảng cáo cho anh John rồi. Thì chắc chắn là thì bảo đảm là tiệm anh John bán, anh tiệm anh cho anh bán rất là nhiều. Tại vì cái tiệm là tiệm thứ hai, mà thiếu biết là cái tiệm bên kia anh cho anh bán rất là nhiều. Và thợ cũng nãy anh cho nói là thợ tăng income nè, rồi chủ tăng income nè, rồi những cái anh thích nhất cái sản phẩm này là những cái hũ cái lọ như thế này, chưa có tip hết, cái tip hết như vậy, cái tip nó tiện hơn lúc trước đó. Làm xong rồi khách được trải nghiệm, khách rất là mê đó. Mặt nạ anh tiệm của anh John có cái phòng facial rất là lớn ở bên trong, có đầy đủ hết anh chị. Bên đây nè, thấy không, đó rất là rộng, rất là lớn, rất là dễ thương. Bên này anh để bán kem trắng rang ha, đầy đủ. Khách thì ngồi trên bàn này thì khách sẽ thấy không, cái bàn rất là đơn giản, rất là đẹp. Cái bàn của anh John, thấy không? Wow, tuyệt vời không? Đầy đủ rồi chơi ha. Đây là kem trắng răng đó nè. Khách bên kia ngồi ha. Cái này là giới thiệu, còn bên kia là bên tay phải là có đầy đủ rồi chơi hết rồi. Tuyệt vời. Đó, anh chị nào mà muốn tăng income rồi muốn có một cái tiệm đẹp hoành tráng như thế này ha, xài 100% rất là lịch sự, rất là sang trọng, rất là đẹp. Đó, cái tiệm. Wow, anh mới vừa. Đẹp không? Thì